Từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, biển số định danh được cấp và quản lý theo mã định danh của mỗi người. Với các xe biển 5 số mua bán trước ngày 15 tháng 8 chưa làm thủ tục thu hồi, thì biển số sẽ tự động được định danh cho người đứng tên trên giấy đăng ký xe. Từ đây, nhiều người dân có thắc mắc nếu như xe máy đã làm giấy tờ tặng cho trước ngày 15 tháng 8, ngày thông tư 24 năm 2023 Bộ Công an có hiệu lực thì có phải làm thu hồi biển số và đăng ký xe hay không? Theo tìm hiểu của phóng viên báo Thanh Niên, trước ngày 15 tháng 8, nhiều người mua xe cũ ở cửa hàng hoặc mua trực tiếp từ chủ cũ xe nhưng chỉ làm giấy tờ tặng xe, cho xe và nhận giấy đăng ký xe để lưu thông trên đường. Chủ cửa hàng mua bán xe cho hay với xe giá trị thấp, người mua người bán đều không muốn đi lại làm thủ tục nên làm giấy ủy quyền hoặc tặng xe, cho xe để thuận tiện lưu thông. Lãnh đạo Bộ đội Cảnh sát Giao thông phụ trách đăng ký xe cho biết, trước khi thông tư số 24 có hiệu lực thi hành, thì thông tư 58 đã có quy định. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu, thì chủ xe phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân tổ chức dịch vụ đột giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cho cơ quan đăng ký xe sang tên khác tỉnh. Nếu sang tên cùng tỉnh, người được sang tên làm thủ tục ngay thì chủ cũ không phải làm thủ tục thu hồi. Thông tư 58 cũng quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe thì tổ chức cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng, được phân bổ, thừa kế phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục cấp đăng ký biển số. Như vậy, xe cũ được cho tặng trước ngày 15 tháng 8 năm 2023 có thể làm thủ tục sang tên để định danh biển số cho người đang sở hữu. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, thông tư số 24 quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi. Trường hợp quá thời hạn thì bị xử phạt đối với chủ xe vì hành vi không làm thủ tục thu hồi theo quy định. Nếu chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe, thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó. Thông tư không quy định thời hạn người mua xe phải đăng ký sang tên xe, tức là người dân được quyền đăng ký xe khi có nhu cầu. Giải thích về mức phạt này, một cảnh sát giao thông cho hay, thông tư số 24 tạo điều kiện để người dân mua bán xe qua nhiều đời chủ, mà mất giấy tờ vẫn đi làm thủ tục sang tên được. Nhưng người dân phải đóng phạt sang tên quá thời hạn quy định. Đây là chế tài để gắn trách nhiệm người dân trong quản lý xe mua bán sang tên, tránh phiền phức xảy ra khi chiếc xe liên quan tai nạn hay vụ án hình sự. Hiện nay, thông tư số 24 quy định quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày bán xe tặng xe, chủ xe chưa nộp lại biển số, giấy đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe thì sẽ bị phạt. Mức phạt từ 800.000 đến 2 triệu đồng đối với xe máy và từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với ô tô của cá nhân tổ chức thì phạt gấp đôi. Theo Cảnh sát Giao thông, thời gian tới, cơ quan đăng ký xe có thể đề xuất phạt mức thấp nhất đối với trường hợp người dân tự giác đến công an làm thủ tục sang tên vì tự giác có thể xem là tình tiết giảm nhẹ.